Roberto Carlos, hậu vệ trái huyền thoại và những cú nã rocket mạnh đến không tưởng. Hiện nay, bóng đá thế giới có rất nhiều hậu vệ cánh trái xuất sắc, nhưng xem ra, người thừa kế của Roberto Carlos trong tương lai thì vẫn chỉ là dấu hỏi lớn. Biết rằng chẳng có bất cứ điều gì có thể tồn tại vĩnh viễn theo thời gian, rồi đây sẽ có người giỏi hơn anh. Nhưng với những tinh hoa mà Carlos đã thể hiện trong quá khứ, sẽ còn rất lâu nữa bóng đá thế giới mới lại sản sinh ra một hậu vệ trái thiên tài giống như anh. Chàng lùng thiên tài. Roberto Carlos da Silva Rocha là cái tên đầy đủ của chàng lùng thiên tài này. Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1973 tại Sao Paulo, tuổi thơ của cậu bé có tên đầy đủ Roberto Carlos chẳng êm đềm được như bạn bè đồng trang lứa. Nhà Carlos khi đó rất nghèo, nên cậu phải giúp cha kéo xe chở máy móc hết ngày này qua ngày khác kiếm sống. Vào những lúc rảnh rỗi, Carlos chơi bóng trên mặt đất đầy cát. Quãng thời gian lao động cực lực đó đã làm nên thể chất phi thường của cậu. Với thể chất vượt trội, Carlos nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của União São Paulo, một câu lạc bộ tí hon tại bang Sao Paulo. Anh khởi nghiệp ở vị trí tiền đạo cánh, sau đó nhanh chóng được cho mượn tới Atletico Mineiro, một đội bóng lớn hơn. Tại đội B Mineiro, Carlos có lần đầu xuất ngoại sang châu Âu chơi bóng. Ở tour du đấu năm 1992, anh cùng các đồng đội chơi bóng tại Ý và Tây Ban Nha. Sau đó, Carlos chuyển sang khoác áo Palmeiras và thi đấu trong 2 năm. Ở đây, anh dần khẳng định được giá trị của mình trong màu áo câu lạc bộ này. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil khi giúp cho Palmeiras liên tiếp giành 2 danh hiệu vô địch bóng đá Brazil. Gây chú ý ở câu lạc bộ quê nhà, Carlos lọt vào mắt xanh của Inter Milan. Anh được câu lạc bộ này chiêu mộ năm 1995 và bắt đầu cuộc hành trình của mình nơi trời Âu. Nhưng trên đất khách quê người và sống trong môi trường Serie A, giải đấu khắc nghiệt số 1 hành tinh thời điểm đó, tài năng của Carlos đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng. Ở trận đầu ra mắt Inter Milan, Carlos mở màn ấn tượng bằng một bàn thắng từ chấm đá phạt ở khoảng cách 30 m. Tuy vậy, Inter Milan cũng là nơi tưởng chừng suýt chôn vùi sự nghiệp của anh. Lý do nằm ở huấn luyện viên đội bóng khi đó, Roy Hodgson, luôn muốn anh đá tiền đạo cánh, thậm chí tiền đạo cắm. Điều này khiến Carlos than vãn, đây quả là một thảm họa. Bất đồng vị trí thi đấu với huấn luyện viên trưởng, Carlos thẳng thừng nói anh muốn đá hậu vệ cánh. Hodgson cay nghiệt nói, cậu chẳng bao giờ thành công ở vị trí đó đâu. Carlos tức tối đáp lại, ông chẳng hiểu gì về bóng đá cả. Mùa giải năm 1995-1996, Inter Milan kết thúc ở vị trí thứ 7. Carlos rời Inter Milan, đầu quân cho Real Madrid với giá 6 triệu euro. Inter lỗ to trong thương vụ này. Thăng tiến chóng mặt. Từ chỗ không được trọng dụng ở Inter, cầu thủ nhỏ con người Brazil thăng tiến chóng mặt khi khoác áo kền trắng. Tại Real Madrid, Carlos chứng minh Hodgson đã sai khi đá chính ở đây suốt 11 năm. Huấn luyện viên Fabio Capello đã xếp anh đá hậu vệ cánh trái, cho phép anh thường xuyên tham gia tấn công. Mùa giải 1996-1997, anh ghi 5 bàn và nhanh chóng trở thành ngôi sao ở sân Bernabeu. Mùa 1997-1998, Roberto Carlos góp công trong chiến tích vô địch Champions League, chấm dứt cơn khát của Real Madrid kéo dài suốt 32 năm. Tại Real Madrid, anh giành 3 chức vô địch Champions League, 4 cúp La Liga. Chính Carlos là người kiến tạo cho Zidane sút volley tung lưới Bayer Leverkusen ở chung kết Champions League 2002. Trong cái gọi là giải Ngân Hà Galacticos của Real thì danh tiếng của Carlos quá khiêm tốn so với Ronaldo, De Lima, Figo, Zidane hay Beckham, nhưng tài năng của anh thì chẳng hề thua kém các đồng nghiệp kể trên. Khác với đa số những ngôi sao samba cùng thế hệ, Roberto Carlos không phải là một nghệ sĩ sân cỏ, nhưng anh là lực sĩ thực thụ, dù chỉ có chiều cao 1m68 khiêm tốn. Ngày ấy trên thế giới không có nhiều cầu thủ có thể vượt qua tầm kiểm soát của Carlos. Hành lang cánh trái chính là đất diễn của cầu thủ sinh năm 1973 này, nơi anh có thể phong tỏa những đợt tấn công của đối phương bằng khả năng đọc tình huống tuyệt vời, còn với tốc độ và sự càn lướt khủng khiếp của mình. Khi cần, Carlos cũng có thể lao lên nhanh như tia chớp để hỗ trợ tấn công. Những bàn thắng không tưởng. Những pha nã rocket của Carlos thì nhanh, mạnh và nhất là quỹ đạo bay khó lường. Roberto Carlos có một bàn thắng rất nổi tiếng khi chơi cho đội tuyển Brazil, đó là pha sút phạt hàng rào vào lưới đội tuyển Pháp ở giải Tứ Hùng năm 1997. Cú sút được thực hiện ở một khoảng cách gần 40 m, tại một vị trí chết về bên phải so với khung thành. Từ cú sút bằng má ngoài chân trái của anh, quả bóng lao đi dũng mãnh tới mức cậu bé lượm bóng phải né về bên phải vì sợ bóng đập trúng mình. Tuy nhiên, bóng lại đổi hướng, bay cong về bên trái và đi vào khung thành. Trước sự ngơ ngác của thủ thành Fabien Barthez, các cầu thủ có mặt trên sân cho đến các khán giả, ai ai cũng mắt chữ O, mồm chữ A khi theo dõi pha bóng ấy. Bóng đi với vận tốc 135 km/h, bẻ cong một góc 12 độ trong khoảng cách 35 m. Trái bóng tưởng chừng bay hẳn ra ngoài, bất ngờ bẻ cong đường đi rồi chui thẳng vào lưới. Phải sở hữu một lực chân phi thường cùng độ xoáy kinh hồn thì trái bóng mới có thể đi được như thế. Tại giải vô địch Tây Ban Nha vào năm 1998, trong trận đấu giữa Real và Tenerife, anh đã ghi một bàn thắng kỳ lạ được báo chí gọi là The Impossible Goal. Sau một pha dốc bóng đến gần sát chấm phạt góc trái theo hướng tấn công, Carlos tung ra cú sút bóng bằng chân trái. Quỹ đạo quả bóng đi cong cực kỳ khó chịu, vượt khỏi dự đoán của thủ môn đối phương và đi vào lưới một cách ngoạn mục, khiến không ít người giật mình, bởi việc ghi bàn từ một góc xấp xỉ 180 độ như thế được cho là điều không thể xảy ra. Đó chỉ là số ít những bàn thắng kinh điển và khó hiểu trong sự nghiệp của Carlos. Người ta tự hỏi là tại sao một cầu thủ vỏn vẹn 1m68 và nặng 63 kg lại sở hữu một nguồn năng lượng mạnh mẽ như thế. Bí mật nằm ở cặp đùi khổng lồ của anh. Hơn chục năm trước, tại World Cup 2002, người ta đo được đường kính đùi phải của anh là 61 cm và đùi trái là 58 cm. Chỉ những vận động viên có tầm vóc khổng lồ như Muhammad Ali mới sở hữu phần thân dưới chắc chắn như vậy. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Thăng trầm cùng đội tuyển. Năm 1992, khi mới 19 tuổi, Carlos được triệu tập lên đội tuyển Brazil và có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Mỹ, và trong năm này, Selecao cũng trở thành nhà vô địch thế giới. Năm 1998 cũng ghi nhận cú sốc nặng đầu tiên trong sự nghiệp của Carlos và đội tuyển Brazil khi thảm bại 0-3 dưới tay chủ nhà Pháp trong trận chung kết World Cup, nơi Brazil được xem như ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Năm 2002 là năm đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh, với cú sút phạt tung lưới Trung Quốc ở vòng bảng như một lời cảnh báo các đối thủ về sức mạnh của Brazil. Năm đó, Brazil lên ngôi vô địch với cặp hậu vệ cánh xuất sắc có 1-0-2, Cafu và Roberto Carlos. Sau World Cup, anh được bình chọn là hậu vệ hay nhất năm 2002 của UEFA và có tên trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của FIFA. World Cup 2006 là giải đấu lớn cuối cùng Carlos khoác áo đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, điểm kết thúc hành trình của anh cùng Selecao lại là một dấu buồn. Carlos chính là tội đồ trong trận tứ kết gặp Pháp, khi anh mãi buộc dây giày, không kịp kèm Henry băng xuống ghi bàn. Brazil bị loại và không thể trả món nợ trước Pháp ở World Cup 8 năm trước. Carlos ngay sau đó quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế. Cầu thủ độc nhất vô nhị. Trong 11 năm gắn bó với Real Madrid, Roberto Carlos đá 584 trận và ghi 71 bàn trên mọi đấu trường. Lần cuối cùng anh ghi bàn cho Real khi sút tung lưới Recreativo ở mùa giải 2006-2007, góp phần giúp đội nhà thắng trận và tiến một bước quan trọng tới chức vô địch La Liga. Đây cũng là mùa giải cuối cùng của Carlos tại câu lạc bộ thủ đô Tây Ban Nha. Chia tay Real, Carlos nhận lời sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng cho Fenerbahce và tạo ra một cơn sốt cho người hâm mộ từ thời điểm anh ra mắt cho tới khi chia tay vào tháng 12 năm 2009. Trong 2 mùa rưỡi chơi bóng tại đây, Carlos đá 103 trận trên mọi đấu trường và ghi cho Fenerbahce 10 bàn. Sau tuyển Brazil và Real Madrid, Corinthians là nơi thứ 3 Roberto Carlos và Ronaldo chơi bóng cạnh nhau, nhưng họ cũng chỉ đá cho câu lạc bộ Brazil này trong năm 2010. Ronaldo tuyên bố giải nghệ vào cuối năm, còn Carlos ra đi vào đầu năm 2011. Đầu quân cho câu lạc bộ Anzhi Makhachkala của Nga và chính thức giải nghệ một năm sau đó. Suốt 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Roberto Carlos chính là hình mẫu cho các hậu vệ cánh hiện đại. Anh là người truyền cảm hứng cho các cầu thủ đá cánh có xu hướng dâng cao nhiều hơn, tấn công nhiều hơn, thậm chí là không ngại dứt điểm từ khoảng cách 30 m. Roberto Carlos chính là cầu thủ độc nhất vô nhị bóng đá thế giới từng có. Hai vợ Nam Bồ đón đứa con thứ 11 sau khi lên chức ông ngoại. Người vợ đầu tiên của Carlos là Alexandra Binhero. Sau nhiều năm chung sống, họ có 3 con chung, Roberta, Giovanna và Roberto Carlos Jr. Sau khi ly hôn, Carlos phiêu bạt trong nhiều cuộc tình. Anh không kết hôn với ai, nhưng có tới 4 con với 4 người phụ nữ khác nhau. Carlos Eduardo là kết quả từ chuyện tình với cô nữ sinh ngành báo chí Simone Hamico. Bé Luca là con của Carlos với nữ luật sư đồng hương Alessandra Martins. Trong khi đó, danh tính mẹ của hai bé Christopher Jr. tới giờ vẫn chưa được tiết lộ. Đến tháng 8 năm 2017, anh lộ việc có thêm 2 con rơi khác nữa khi cô bồ của Barbara Tuller kiện anh ra tòa do trả chậm trợ cấp 61.000 real, tương đương 20.000 đô la cho 2 đứa con của anh với cô này. Carlos phân trần, anh không thể chu cấp đúng hạn cho con với Barbara vì thời gian qua anh gặp khó khăn về tài chính, chứ không phải anh phủi bỏ trách nhiệm làm cha. Đồng thời, Carlos cũng xin được trả khoảng 61.000 real này làm nhiều đợt. Song phía Barbara không đồng ý nên khởi kiện. Carlos đã bị tòa án Brazil tuyên phạt 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Mariana Lucan là người phụ nữ thứ 2 mà cựu danh thủ Brazil đăng ký kết hôn. Bé Marina chào đời hồi tháng 7 năm 2017, con chung thứ 2 của Carlos với người vợ này. Họ kết hôn từ năm 2009 và có bé đầu Manuela, năm nay đã 8 tuổi. Như vậy, tính đến nay, ở tuổi 46, Carlos đã có tới 11 người con. Không chỉ có thế, hồi tháng 10, Carlos đã lên chức ông ngoại khi cô con gái Giovanna với người vợ đầu đã hạ sinh cậu nhóc Pedro. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!